Chào các bạn. CFD Engineer là một nhóm gồm nhiều tiến sĩ hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Nhóm được thành lập nên với mục đích là kết nối nguồn tri thức vô tận đến cộng đồng, Boundless Connection. Những dự án của nhóm hiện tại gồm có hỗ trợ du học sinh. Thì thật ra chúng tôi cũng từng du học và cũng dạy học ở nước ngoài rất nhiều năm. Chúng tôi biết được những rào cản về ngôn ngữ đối với du học sinh, đặc biệt là ở bậc đại học khi các bạn mới qua học. Do đó nhóm sẽ hỗ trợ tiếp cận tốt hơn những môn toán, kỹ thuật cho du học sinh. Thứ hai là về việc Job Search, cái dự án Job Search hỗ trợ tìm việc. Trang tạo nên sự kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Trang web cũng có những hỗ trợ cho sinh viên kiếm việc làm thêm hoặc internship đúng chuyên ngành mình đang học để chuẩn bị những kỹ năng cho tương lai. Và cuối cùng quan trọng nhất là dự án mà nhóm phát triển rất tâm huyết, đó là học liệu mở cho mô phỏng và lập trình tính toán. Thì các bạn có thể vô đây các bạn học miễn phí tất cả những video. Chúng tôi post rất nhiều video, rất nhiều bài giảng và hoàn toàn miễn phí về tất cả các lĩnh vực liên quan tới mô phỏng tính toán như là Computational Fluid Dynamics hoặc là Structural Analysis, lập trình và thiết kế, trong đó có cả SolidWorks và CATIA. Ví dụ các bạn, nếu các bạn muốn học Computational Fluid Dynamics thì các bạn chọn một khóa học bất kỳ. Ở đây tôi chọn khóa Analytics Fluent và bấm bắt đầu học. Tất cả đều miễn phí. Ở đây tất cả những video, những bài giảng chúng tôi post lên, rất nhiều bài giảng và tất cả đều miễn phí. Hy vọng là nhóm sẽ mang tới nhiều ích lợi đến cho cộng đồng ha. Chúc các bạn học tốt. Yeah. 5 phút, 2 phút gì cũng được. Coi lại hết đi, xong rồi thấy xong rồi nói tôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới phần tiếp theo là phân loại chuyển động. Bất kể một cái tố chất nào, mình cũng phải hiểu được cái chuyển động của bất kỳ một cái tính chất gì ta, một cái hệ nào có hiểu được cái chuyển động của nó. Nhưng mà ở trong lưu chất đó, nó có đặc biệt đó là nó cái sự chuyển động đó, mình có sự phân loại. Mình sẽ phân loại theo nhiều cách, là phân loại theo thời gian, phân loại theo không gian, phân loại theo tính chất của lưu chất và phân loại theo tính nén được. Thì đầu tiên mình sẽ phân loại theo thời gian ha. Người ta hay gọi là steady hoặc là với lại unsteady đó, hoặc là steady với lại transient. Cái chữ unsteady này em có thể sử dụng là transient cũng được. Thì cái steady thực chất ra đó là nó gọi là ổn định hoặc dừng hoặc thường trực, thì nghĩa đó là tiếng Việt, nhưng mà em hiểu như vậy. Ví dụ như bây giờ tôi hay em ở trong cái phòng của em á, có phải là gió đi vô từ một cửa và đi ra từ một cửa. Nếu như mà cái đầu vô đầu ra nó ổn định, nó ổn định á, thì có phải là tất cả những điểm trong phòng, những điểm gió trong phòng á, là nó sẽ không thay đổi theo thời gian, đúng không? Đó là mình cảm nhận được. Hoặc là nước, giống như bài nãy, nước trong cái ống á, nếu như mà lưu lượng vô ra ổn định và không có gì thay đổi ở phía đầu vô á, thì có phải là vận tốc và áp suất ở trong cái dòng đó nó sẽ không thay đổi theo thời gian, đúng không? Thì cái việc mà không thay đổi theo thời gian đó, nó chính là cái dòng steady đó. Nghĩa là vận tốc, áp suất không có thay đổi theo thời gian. Còn cái dòng unsteady á, là cái dòng có thay đổi theo thời gian. Ví dụ như là em đang bình thường, em bật quạt lên là bắt đầu nó có gió vô là bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Nghĩa là thay đổi theo thời gian, cái sự biến đổi của vận tốc, áp suất theo thời gian thì gọi là unsteady. Thì em nhớ là steady là không phụ thuộc thời gian nha, còn unsteady là sẽ có thay đổi thời gian. Có rất nhiều ví dụ, hình như tôi để dưới đây là đúng rồi, có ví dụ. Giờ tôi ví dụ nha. Thì nếu như mà em có một cái cột chất lỏng như bên thủy tĩnh nha, nhưng mà em đâm cái lỗ đi, đúng không? Thì rõ ràng á, là em sẽ biết được rằng á, là khi mà độ cao thay đổi á, thì cái vận tốc mà đi ra khỏi cái vòi á, tại vì áp suất thay đổi mà. Độ cao thay đổi là dẫn tới áp suất ngay chỗ cái vòi thay đổi, đúng không? Thì áp suất giờ cứ thay đổi á, thì cái vận tốc từ từ nó khác nhau, đúng không? Đầu tiên là cái H1 là cái vận tốc nó lớn nhất, xong rồi cái H2 là cái vận tốc nó nhỏ đi, tới H3 cái là tiếp tục nhỏ hơn nữa đó. Nó sẽ có sự biến đổi theo thời gian. Rồi cái đó là cái trường hợp mà unsteady ha.
Rồi còn cái trường hợp mà study á, là giả sử như em cung cấp ở đây em có cái van này, em cung cấp vô cái hồ này một cái lượng cố định thì cái cung cấp được một lượng cố định để mà nó giữ được cái chiều cao h này ha, thì khi đó thì rõ ràng là cái vận tốc đi ra đây là hằng số đúng không, thì lúc này cái dòng của em là dòng steady, tại vì trong nguyên dòng này nó không đổi gì hết, mình chỉ xét chỗ này thôi, đừng xét này, xét cái nguyên này thôi, thì rõ ràng là nó rõ ràng cái chỗ đi ra chỗ này là hằng số này, nó không đổi gì hết, xét cái dòng này thôi hả, thì cái đó người ta gọi là steady ha. Không, nói chung là không phụ thuộc, không dòng mà không phụ thuộc thời gian là steady, còn dòng phụ thuộc thời gian là unsteady. Rồi. Thì mình nói tiếp là cái dòng mà phân loại chuyển động theo cái không gian, theo theo cái không gian là 3D á, là ba chiều không gian ha. Em thấy là thực chất ra là tất cả mọi mọi thứ trên thế giới này là 3D đúng không? Được, xe, không khí chuyển động qua máy bay, qua xe hơi đang chạy, qua một quả bóng, thì tất cả đều là có vận tốc với ba thành phần trong không gian ấy, CZ. Thì khi mà mình thể hiện một cái vận tốc thì mình sẽ có là u v kép, tại vì với vectơ vận tốc có ba chiều mà. Rồi thì ngoài ra người ta cũng có thể người ta thể hiện qua hai chiều không gian, thì thực ra thì cái này nói 2D là tại vì sao, là tại vì người ta giả sử là cái sự chuyển động đó chỉ biến đổi theo hai chiều và xem như là không biến đổi theo chiều kia. Cái này thường là giả thiết một chút, tôi có cái ví dụ cho em coi, cái này thường là chỉ là giả thiết người ta đặt ra để người ta đơn giản hóa cái bài toán thôi, thì chứ đâu có cái gì mà trong thế giới này mà 2D, chỉ có điều là bởi vì 3D thì nó phức tạp quá, nên là nếu mà một số trường hợp người ta làm 2D được thì người ta làm 2D. Ngược lại không ngược lại tiếp theo là 1D ha, thì nó lại giảm lược xuống nữa, nó chỉ có một chiều không gian thôi, ví dụ như dòng chuyển động với cái vận tốc trung bình trong ống á, thì thay vì người ta làm 2D người ta vẫn có thể làm được 1D. Đây đây là cái ví dụ về dòng 2D, thì em thấy là rõ ràng là từ trên đỉnh đây là một cái đập tràn đi qua cái đập, thì em thấy rõ ràng là theo cái thực nghiệm ở đây là dòng nước này, thì em thấy rõ ràng là chỉ có cái bề mặt này nó thay đổi thôi, còn cái bề mặt còn lại cái chiều còn lại là nó gần như là nó giống nhau của ở ở ở khúc này đúng không? Đó thì dựa vô cái tính chất như vậy nè, những cái tính như vậy thì người ta mới phân loại cái dòng này, có thể người ta tính toán dựa trên 2D. Đó. Tại vì cái chiều thứ ba đã giống nhau rồi. Đó. Thì người ta sẽ tính toán dựa trên 2D. Chỉ có vậy thôi. Có một số dòng nó tương tự 2D, thành ra người ta đơn giản hóa bài toán thành 2D. Nhớ nha. Rồi. Còn ví dụ dòng chuyển động qua 3D ô tô nè. Thì em thấy nè. Ở đây nếu như mà em nhìn ở ở chiều ngang của ô tô á, thì em sẽ thấy là cái dòng này nếu mà dòng đi qua là nó giống 2D đúng không? À, tại vì mình thấy cái đây cũng xấy xấy gì đó, cái dòng chỗ này đi qua thì tương tự 2D. Nhưng mà thực chất ra nếu mà em view bằng cái mặt phía sau của ô tô này thì em sẽ thấy là nó có những cái xoáy như vậy, thì cái dòng này không thể nào mà mô tả bằng 2D được, em phải sử dụng cái dòng 3D để em mô tả nó. Bởi vậy em thấy là tùy vô cái trường hợp mà mình sử dụng 2D hay 3D, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều 3D, em chỉ sử dụng 2D trong một số trường hợp em muốn giản lược hoặc là nó tương tự 2D thôi. Rồi thì đó, thì giống như tôi nói là hầu hết chuyển động trong tự nhiên là 3D ha, giống như dòng cái máy bay. Rồi để tính toán thì có thể giả thiết là 2D hay là 1D ha. Rồi để có mà cái kết quả của nó thực chất ra là kết quả gần đúng thôi nha, không có dòng nào 2D hết đó, và mình sẽ giảm được cái tính phức tạp của bài toán đúng không? Thì ví dụ như em thấy rõ ràng cái vận tốc của em u v v kép mà em tính 2D thì sẽ còn là u v, mà tính 1D chỉ còn là u thôi đó. Rồi. Bây giờ cái cuối cùng là mình sẽ làm theo cái tính chất của lưu chất. Mình gọi tính chất lưu chất là mình chỉ có duy nhất là tính nhớt thôi đúng không? Nãy giờ mình nói chuyện là tính nhớt, bây giờ tại sao mà lúc đầu là tôi phải giảng tính nhớt trước rồi tôi mới giảng tới chỗ này? Thì nó cũng phân loại theo hai loại dòng là dòng chuyển động không nhớt và là những dòng chuyển động có nhớt. Thì ở trong cái trường hợp mà dòng chuyển động không nhớt có nghĩa là không ma sát gì, không có hiện tượng mà trượt lên nhau đó,
gọi là invisible flow. Nếu em có search thì em gọi là invisible flow. Thì thực ra chuyển động này là chuyển động của lưu chất lý tưởng. Ở đây mình chọn cái hệ số nhớt là bằng không luôn, thì không có lực ma sát nhớt để cản trở chuyển động của phân tử lưu chất. Thì cái giả thuyết này thật ra cũng là một giả thuyết để mà đơn giản hóa bài toán, đúng không? Hoặc là khi tính nhớt nó không ảnh hưởng nhiều tới chuyển động thôi. Rồi, cái dòng chuyển động thứ hai là dòng chuyển động có nhớt, viscous flow. Thì cái dòng này là chuyển động của lưu chất thực. Thì cái hệ số nhớt của nó nguy á, là các không. Rồi. Thì khi cái lưu chất mà chuyển động qua cái biên rắn á, em để ý này, khi mà lưu chất chuyển động qua biên rắn, ví dụ như là nước chảy qua cái thành hay là nước chảy, thậm chí nước chảy trong ống á, thì cái lớp mà lưu chất mà ở sát thành á, nó nhỏ lắm, vài mm đến vài cm thôi, nó gọi là cái vùng lớp biên á. Thì cái vùng đó gọi là lưu chất nhớt, là tại vì á, là nó hiện cái ứng suất ma sát nhớt đó. Thì lúc đó là cái vùng đó gọi là cái, bởi vậy là gọi là vùng lưu chất nhớt là như vậy. Rồi các cái lớp lưu chất ở ngoài cái vùng đó đó thì nó chịu ảnh hưởng của lực ma sát không không có nhiều, do đó có thể xem lưu chất lý tưởng. Không biết có gì có cái ví dụ không, không có à, à, ok, đây tôi coi như là tôi có để cái đây 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 đây, đây giống như vậy đó. Thì giống như là cái ống này nè, nó cái vùng mà sát cái thành này nè đó, thì có cái sự biến biến thiên rất là nhiều của cái vận tốc với lại cái hệ số nhớt ha. Rồi thì nhớ là cái lớp biên với lại cái lưu chất nhớt nha. Rồi. Thì dựa trên tính nhớt á, thì ở trong dòng chuyển động dựa trên tính nhớt thì mình cũng có thể mình tiếp tục mình phân loại ra tiếp, là nó sẽ có hai loại cấu trúc dòng chuyển động, đúng không? Rồi đó chính là chuyển động tầng, là nó gọi là lamina flow á, và chuyển động rối, turbulent flow. Thì đặc điểm của cái chuyển động tầng á, là thực chất ra là nó thì nó tầng là nghĩa nó chuyển động theo từng tầng, đúng không? Nó không có hiện tượng trộn lẫn, không có những cái xoáy trong đó. Nó thường á, là cái dòng chuyển động đó là dòng chuyển động với cái vận tốc thấp hoặc là cái hệ số nhớt cao. Ví dụ như đặc biệt là mấy cái dòng mà chảy của bùn hay cái gì đó là thiên động tầng á. Rồi và trong một cái hình học của nó là cái học bình thường ha. Thì cái phần mà phân loại cái hệ số nào để mà chuyển động tầng với là chuyển động rối á, thì tôi để ý là có mấy cái topic sau của em có nói đó là số Reynolds, thì tôi sẽ dạy sao ha. Giờ chị em chỉ cần biết cái tính chất của nó là cái tính chất của chuyển động tầng á, là nó có những cái đường dòng nó trơn và nó không có hiện tượng trộn mixing giữa những cái dòng với nhau ha. Và cái profile ở trong cái ở trong cái ống á, thì cái profile vận tốc nó có ra cái dạng parabolic. Rồi. Về cái dòng mà chuyển động rối á, thì cái dòng này nó được đặc trưng bởi cái dòng nó hỗn loạn trong nó có những cái xoáy, giống như em thấy cái ví dụ ở dưới cái turbulent flow dưới đây, nó có những cái xoáy trong đó và nó có những cái thay đổi rất là lẹ trong đó, thay đổi lẹ trong cái vận tốc, không gian thời gian, dòng nó phức tạp lắm và thường nó xuất hiện khi mà có vận tốc cao, hệ số nhớt thấp. Đó. Và đặc biệt là trong những hình học mà không có chuẩn xác đó, không 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 có bình thường á, ví dụ như cái dòng mà qua những cái đỉnh nhọn á, hay thường sinh ra những cái rối lắm đó. Thì nó là đặc trưng, nó là mình có thể thấy nó đặc trưng là bởi những cái xoáy ha, rồi những cái thay đổi trong không gian và thời gian ha, rồi nó có cái hiện tượng mà missing của cái vận tốc, đại khái như vậy ha. Rồi thì cái đây có ví dụ này. Ở đây thì mình nói một chút nữa là cái mô hình dòng ấy thì nó được điều khiển bởi ba tiêu chuẩn, giống như đã tôi nói, đầu tiên là về vận tốc, thứ hai là về hệ số nhớt, và thứ ba là cái hình học của cái dòng. Thì ở trong cái dòng lamina đó, thì vận tốc của một cái hạt chất lỏng đó, là nó vận tốc của một hạt chất lỏng đó, là nó luôn luôn nó tiếp tuyến với lại cái đường streamline. Bởi vậy tại sao mà cái dòng lamina cũng hay thường gọi là streamline flow là như vậy đó. Còn còn cho chân cái dòng turbulent là em không thể nào em vẽ được cái streamline nha.
tại vì cái dòng nó hỗn loạn trong đó mà, thì nó biến đổi rất là đột ngột, nên mình không có vẽ được cái streamline này. Rồi ở đây có một cái ví dụ như em thấy cái hình bên trái này, là cái lamina flow này, nó đi một đường này, những cái streamline của nó cũng xếp thành tầng với nhau, mình có thể mình thấy được cái streamline của nó. Còn cái dòng turbulent flow này, em thấy là khi mà nó bắt đầu nó đi tới đây nè, nó có nhiều cái xoáy này. Đó, nó phức tạp lắm, cái dòng turbulent flow này cực kỳ phức tạp nha. Để mô tả cái dòng này cũng về mặt mô phỏng, mà để mô tả cái dòng này cũng cực kỳ phức tạp. Rồi một cái ví dụ trực quan hơn là em thử về nhà em mở cái nước ở nhà em á, em bật cái nước ra thì em sẽ thấy là nếu mà vận tốc nhỏ nha, thì em thấy là nó chảy theo tầng. Khi mà em cắt cái, ví dụ tôi nói giả sử như em cắt cái đoạn này đi, rồi nó có nhiều cái video trên mạng đó, em search lamina flow em sẽ thấy là nó gần như là em tưởng như nó là miếng đá hay cái gì vậy đó, nghĩa là mình không có thấy bất cứ một cái sự thay đổi vận tốc xoáy nào trong đây hết ha. Nhưng mà khi mà mình vận tốc nó càng lớn lên đó, thì bắt đầu nó có cái sự nó có những cái xoáy, rồi nó có những cái biến đổi trong đây ha, thì lúc này nó sẽ thành cái turbulent flow. Cái phần này rất là hay nha, có thời gian thì coi thêm. Rồi cái này cũng phải nói một chút ha, là về tính chất của lưu chất tiếp tục này, mình sẽ có tính nén được. Thì giống như hôm trước tôi nói sơ sơ qua rồi đó, là lưu chất mà không nén được đó, thì có cái mật độ là hằng số. Thì khi lúc này đó, thì rõ ràng là cái mật độ của mình nó là cái khối lượng riêng đó, cái khối lượng mật độ hay là khối lượng riêng là giống nhau đó. Thì ít phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ, nó hằng số mà. Thì thường ứng dụng cho cái chất lỏng hoặc là chất khí luôn nha, chất khí mà nó chuyển động ở vận tốc thấp. Bản thân của lưu chất nén được đó, thì cái mật độ nó sẽ thay đổi theo x, y, z, t, nó không phải là cố định hằng số. Thì chất khí chuyển ở trong cái trường hợp thường mình sẽ thấy trong cái trường hợp là chất khí chuyển động với vận tốc lớn, hoặc là khối lượng riêng phụ thuộc áp suất và nhiệt độ. Thì cái này cũng đơn giản thôi, em nhìn mấy cái ở ngoài bìa cái, tôi coi đây đây hình như tôi nhớ ngoài bìa cuốn sách tôi đang đọc mà tôi không mở cuốn sách này à, để làm sao. Rồi, để có gì tôi lấy cho em một cái ví dụ để em thấy cái sự đối của cái sự biến đổi của cái mật độ em. Rồi thì cái cách để phân rõ ràng ở đây có một cái điểm là chất khí chuyển động với vận tốc thấp và chất khí chuyển động với vận tốc cao. Thì cái để phân biệt được cái chuyện chất khí chuyển động vận tốc thấp hay vận tốc cao á, thì người ta sẽ dựa vô số mach. Thì cái số này em sẽ được học trong cái bài mà phân tích thứ nguyên, nhưng mà tôi nói sơ sơ qua trước. Thì số mach này á, là nó chính là cái tỷ lệ giữa vận tốc chuyển động của lưu chất trên vận tốc âm thanh. Thì tôi có nói tiếp không? Có. Thì ở trong trường hợp mà cho chất khí thôi nha, cho chất khí là lưu ý cái này là cho chất khí nha. Trong trường hợp mà số mach mà nhỏ hơn 0.3 đó, thì lưu chất này được xem như là lưu chất không không nén được, như là cái dòng chuyển động mà có số mach nhỏ hơn 0.3 lưu chất không nén được, và lớn hơn 0.3 là lưu chất nén được. Thì người ta có một cái thí nghiệm em có thể quan sát là thấy là người ta đo cái tỷ lệ giữa rho với rho zero ha. Rho zero là mật độ ban đầu ha, và người ta tăng cái vận tốc lên, tăng cái số mach lên, thì người ta quan sát thấy là trong cái vùng này nè, cái vùng nhỏ hơn 0.3 này, thì rho thay đổi dưới 5%, nên người ta xem như là nó là không nén được. Thực chất ra thì tôi cũng nói luôn là ở trên đời này không có cái gì là không nén được hết đó. Ở không có cái chất lỏng nào là không có lưu chất nào là không nén được hết đó. Chỉ có điều là mình đưa ra cái kết quả, đưa ra cái không nén được để cho cái việc tính toán hoặc là cái việc mô phỏng nó đơn giản hơn thôi. Giống như em thấy rõ ràng trong trường hợp này nó vẫn có thay đổi vậy, nhưng mà nó thay đổi nhỏ thôi, thành ra là người ta chấp nhận nó coi như không nén được, thì cái sẽ giảm thiểu được cái lượng tính toán của mình đó. Rồi thì bây giờ trước khi qua phần mới thì cũng em dành 2 3 phút gì đó, em ngó lại cái bài mình chút xíu đi, để cho nắm được hết cái khái niệm với lại cái phân loại.